Rồi, hello anh em. Hôm nay mình có ít hàng quá vậy, nên đi quần đi cũng tới chiều kiếm đồ anh em ơi. Đồ thì cũng ít mà giá thì cũng rác ruột lắm. Thì hôm nay mình có mấy món đồ mới về, mình quay tham khảo anh em xem chơi nha. Anh em nào có ứng nào thì mình giả luôn cũng được ha. Còn không thì mình có thể chờ clip sau mình sẽ review cụ thể hơn. Hôm nay mình có về một mớ mấy cái đèn nè. Trong đây cái bao này là mấy cái máy mài hay đá thôi, để mình khui ra cho anh em xem nha. Đây, mình có những cái bóng cái đèn sợi tóc zin của Nhật về luôn anh em. Cái này là tại có bao bì, tại mình xé ra. Bóng Nikko da băng nè. Đèn này zin của nó là 100 xài bóng là bóng sợi tóc 100W. Cái đèn này rất là độc đáo á. Cái này có thể mình bung xè ra. Cái này có thể là hai bóng hoặc anh em có thể trang trí những cái gì đó như đây. Cái này có thể tháo nha, cái chụp sắt này có thể tháo ra nằm ngoài ốc như thế này. Đây là một cái công tắc nha, công tắc cứ xoay tròn bật tắt nha. Cái này anh em nhìn thấy đơn giản nhưng mà nó cũng khá là độc đáo ha. Cái này ví dụ như anh em có thể treo bất cứ đâu cũng được. Cái này không có treo được. Cái này không có treo, anh em có thể cắm ngay cái chỗ làm việc ha, anh em cố định lại cái này để nghiên cứu review sau ha. Có cái loại bóng lớn hơn nữa nha. Hàng chưa khui luôn, hàng hoàn toàn mới, cái này là độc đáo hơn. Để mình xé ra ha, mình cũng có thử xé một cái rồi nhưng mà hàng chưa sử dụng hết. Nó bỏ bịch như vậy thì nó rất là chắc chắn nè. Quên nói cái này là anh em có thể thay bóng 220 vô mà sử dụng thôi, nó rất là đơn giản. Dây này dài chắc khoảng hơn 2m, hoàn toàn của Nhật hết. Như cái này là chung một lô này, Nikko. Cái này là có thể xay luôn nha, xả con ốc như thế này là có thể mình có thể xay luôn, xay 360 độ luôn. Ví dụ như anh em làm việc hay là mình muốn treo đâu á, cần chỗ nào mình làm cần ánh sáng mình có thể kẹp nó vô cái vật gì ha. Còn này là cái dây này chạy khá dài lắm, chưa có đo nhưng mà dây khá dài đó, mới kem luôn anh em. Đây cũng có thể bung như cái đèn kia, cái này nó cũng 110W và 100W. Cái bóng của Nhật nó ánh sáng này, ánh sáng vàng này anh em, cái nó sẽ nếu mà nó dịu lắm. Một số anh em xài đầu Nhật thì phải như cần tìm những cái bóng chim này, này nó như bóng sợi tóc tay mình mua 60W nhưng mà mình cũng mua rồi em 60.000 bóng. Còn này bóng của Nhật, bóng của Việt Nam mình làm rất là mỏng, rất là dễ đứt. Anh em nhiều khi anh em cắm vào tí xíu nó nóng mấy sợi đốt này mình lắc lắc là nó rụng mấy cái tim này là dễ đứt nhất. Có thể tháo này ra nha anh em. Cái này là chui E27, nó thông dụng. Cái này là 100W nè. Cái này anh em làm điện tử sửa chữa đầu điện 100V, cặn bóng đèn này lắp qua cái hệ thống bóng đèn để thử thông mạch rồi đó. Thử có nó chạm mạch hay không ha. Mình cứ lắp bóng hai bóng 220 vào mình thử, để mình list ra mình sẽ cụ thể mình sẽ mua cái bóng led. Bóng led hình trụ anh em. Gắn vào đây. Kẹp rất là hay anh em. Nikko này là của nội địa Nhật luôn nha anh em. Này thì cũng có thể di chuyển cái này, mình xả con ốc này ra là mình có thể xây được hết ha, 360 độ. Ok, chung này là Acer cho anh em xem chơi, có giới thiệu tham khảo anh em mới hàng mới về thôi. Đây, hôm nay không có xăng được, đã chỉ xăng được có hai cái máy bắn dứt rồi. Con cây boss 12 con mình đã vậy. Mọi hình cũng còn tương đối. Mọi hình tương đối thôi. Giờ mình làm kẹp cái hai cọng kẽm vô đựng mình test thử con sống chết anh em. Về sống thì vui. Cỡ mà nó chết thì buồn. Nhưng mà đa phần con máy có than thì ít chết lắm. Đầu cứng. Con còn máy mài 14 con của Hitachi nữa. Ủa bà nó về nó bị rớt cái nãy này, phải chạy ghé tiệm mua cái này hết nó mấy chục nữa. Cái này 14V Hitachi nè, đầu bãi anh em nhìn xem đầu bãi nó ngoài bãi nó sẽ về Việt Nam mình nó sẽ như thế này. 14V dưa hay, con này thì mình cũng thử sống rồi. Đầu bãi thì anh em nào tham khảo thì có thể mình ra bãi mình tham khảo thêm, hai con này mình mua hơn 1 triệu nè, bán anh em mà.
nhiều con nó có về nhiều con lắm em, đợi cao không có TD 1 4 1 7 1 7 1 sốc quắc á, 9 cây. Anh em nào có thích những con dòng đợi cao thì nên có thể ra bãi lượm, như thợ thầy lượm xong bỏ lại hết rồi bán 9 con. Mấy con 4 chức năng 141 bán 1.4 1.5 triệu con, về bán cho ma và họ bán biết bán lắm anh em, họ bán rác lắm, họ không về bán nhiều khi 1.4 1.5 triệu là những con đẹp rồi, bao nhiêu sức đó còn phải 3 ký bán lớn nữa. Các loại công sức luôn nha em. Các loại công sức. Hôm nay có bộ emitter này, quay cho anh em xem cảm nó bị lỗi, mình được bài thiết mẹ nó lại. Đây mình xin những cái bóng đèn. Đây còn cái cặp mới luôn nè. Xem mà hồi bãi về nó đâu có cách nào mà còn nguyên vậy đâu, mà phải về phải xử lý kim nó lén. Mới chát anh em, có 120 quát này, anh em thấy đúng không? Bên đá nó mòn mà hình thức này, rất là đẹp, mất dây nè. Có con này nha, con này mình thấy nó lạ lạ mình mua nè. Con này đắt lắm nha, nó không phải đắt cũng. Con này tới nó là cũng điện 100V không nha anh em. 270W. Cái thiết kế rất là lạ. À, có cái cây sắt anh em thấy không? Với ngay cái này điều chỉnh gì nữa. Đa phần là đá nó như thế này anh em thấy không? Đó. Bởi cái lô đá này về mình cũng có thể dự trữ thêm một mớ rồi, nên mình có thể là những cái mua những cái này về là nó mình có thể mình thay. Hôm trước có bán con này nè, hôm nay là mình có tiếp con nữa. Con Ryobi 120W luôn, 100V. Sanyoku Gaku. Này Ryobi sản xuất thị trường Nhật nha anh em, chứ không phải Ryobi mà xanh vàng đỏ vàng là của hàng Trung Quốc nó sản xuất nha. Nè đứt dây nè. Còn anh em thấy không? Bên đá còn nè. Bên bể đá mất tiêu. Thường là nó gắn một bên mỏng vô bên dày. Đó. Có con này bự nè. Con này gần 300 đâu có con nào như vậy. Mình mắc cà phê ha. Con này là tới 302W. Mắc hai cặp đá mắc tới mấy trăm ngàn nữa, mình phải thay cặp đá vô mấy trăm ngàn nữa. Cầm mấy con này ra bãi mua cặp tiểu bạc như nó mắc hai cặp đá rồi vô cặp đá mình mua mình lô đá về nó cũng giá được. Nó cũng về nhiều cho nên giá nó rẻ, chứ còn đi mua cặp đá rời là bãi nó bắn mắt. Con này 302 quá. Để đến quay sơ cho anh em xem. Con này công suất khủng nha. Công suất 300W là cũng mạnh lắm nha. Nó to hơn bình thường cho những cái con ấy nha. Anh em nhìn qua đây, nhìn qua camera thấy nó cũng to nữa không. Còn mấy con 120W là cỡ 60 với nhau em. 120W mấy con này nhỏ nhỏ anh em xài gia đình ngon nè. Con này nó thiết kế nó rất là độc lạ nè, đa phần nó bị vướng dây nó cắt bỏ hết như nè. Sau hơn thằng này còn dây nè, cái đây mình nó có một cái gì nữa đây, điều chỉnh gì nữa đây để mình khám phá thêm. Ôi, giờ đây mình sẽ có một cái bộ nguồn nè, inverter nó ra điện là 100V 1000W, tương đương với một kVA như một y như một cái biến thế, nhưng mà nó có bị lỗi nhẹ để mình dần tối mình fit lại, mình nó chưa có lên nguồn. Bên đây là nó sử dụng một cái 72 cell li-ion dưới đây nè anh em. 72 cell li-ion và 12V như là 12V. Coi nó 3 hàng mà nhân 18B lần như này. 18 và 72 cell anh em, nó 3B ra 12V đó. Ra 17 ra 72 để 2 chia 3 ra. Mình cũng coi sơ rồi, 72 viên đóng 3B giờ có mạch điều khiển ở trên đây. Nó cái bộ này rất là hay này, những cái bộ này những anh em đi du lịch rồi nè, đi câu cá rồi ha, anh em chắc thương hiệu lên một cái này là mới chưa sử dụng luôn nha.
một xe pin nó là 2.500 mà anh em tính 72 viên. Cái này con này thì sản xuất Trung Quốc, làm chắc chắn nha, test. Bộ này mình có chết giá thì nó khoảng mười mấy triệu, nhưng mà về bãi thì giá nó 1/3 anh em, gần 4-5 triệu chứ không phải rẻ. Đây có cổng ra tất loại, các cả các loại cổng luôn, DC 12V 10A. Cái cổng mà để gãy như cổng trên ô tô anh em, cái này mà kiểu như anh em lái xe cái bình yếu là anh em cắm vào đây, anh em có thể hỗ trợ đề, có thể hỗ trợ đề luôn nha. 10A thì cũng to lắm. Đây DC on off nhưng mà nó chắc nó hết cạn pin rồi anh em. Anh này AC nè, này nó cạn pin. Cái inverter nó ra đây là 1000W 100V, điện chỉ 100V thôi, 110 thôi, còn độ lên 220 không được nha, tại vì nó dùng những con biến áp nó có chỉ có một, nó không cho phép lên được 220, nhưng mà lên 220 được thì phải quấn kéo lời mấy cái con biến áp nhỏ bên trong. Cái này là nó có mình lấy thiếu cái mình thiếu lấy thiếu cái dây sạc này, nó có một con cái dây sạc nữa, nhưng chứ không, cái dây sạc này có thể mình chế cũng được 13V hoặc 23V. Dây sạc này hơi khác, không biết có giống những cái dây sạc kia không, mình chưa biết, để mình tìm hiểu thêm, để mình quay sơ tham khảo cho anh em thôi, mới 100%. Này anh em đi du lịch picnic rồi đi chơi xa đâu ha, nhưng mà với dòng điện có 100V nè, anh em xài đồ nhật thì anh em nên trang bị những cái thiết bị điện 100V hoặc AutoVolt. Thường thường những cái thiết bị mình ở đây, ví dụ như những cái nguồn mình đây ạ, thường thường là thiết kế AutoVolt nè, tầm lên tới 240 cũng dễ sử dụng, chứ không phải là một riêng 100V, tại vì những cái ổ điện nguồn nó đa dạng lắm anh em. Ví dụ quạt thì 120 thì anh em cắm vô 100V thì nó không được thôi, nó chạy vẫn được mà, nhưng mà nó không có đủ tua, không đủ công suất, nó sẽ chạy yếu ha. Còn nhiều anh em cấp những cái nguồn nào, những cái bộ nguồn nào đó là AutoVolt 120 nó ra thì sử dụng dễ. Chỗ này thì nó hơi mới mua nè, tủ này bán mà chưa kịp gói nó, cần đi về tối quá chưa kịp gói nha. Cái mình cũng có lượm mớ đồ linh tinh trong những cái tủ này nên nhiều cái nó đồ bển về, nó nhiều cái đồ giờ dùng cá nhân thôi nó hay lắm, có bóp nè, có tiền đồng mà, có bút, có này có nọ, nó đủ thứ hết, nhưng mà chưa được lượm được tiền đô. Rồi clip mình quay sơ tham khảo thôi anh em. Đây những bóng đèn, có loại đèn nữa quên, nói chung cái loại đèn này thì nè rất là to, 300W là 100V. Thì nói chung là mình chỉ thay bóng qua thôi, là mình sử dụng điện 220 thôi, nó không có cái gì đơn giản hết, tại điện zin nó bởi nó sử dụng điện bóng là bóng 100V. Cả ngày thì được mấy đồ, anh em có qua tham khảo được món nào thì mình có thể liên hệ mình trước, hoặc là mình để mình vệ sinh mấy con này thì mình sẽ lắp đá vào và sẽ quay clip test cho anh em cụ thể. Rồi, anh em xem kênh đừng quên ấn like để đón theo cái clip tiếp theo của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.